Cho phép Linh xin gửi lời chúc mừng năm mới đến Nestbot và An Khang Thịnh Vượng, mà mọi người được sức khỏe, và chúc cho người em muốn ở Việt Nam luôn dồi dào năng lượng cũng như là có một cái năm 2021 thật là thành công. Sang năm mới thì Trinh luôn xin chúc tất cả khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và phát sự như ý. Sang năm mới thì em xin chúc tất cả mọi người luôn theo dõi chúng em một năm mới An Khang Thịnh Vượng, nhiều sức khỏe. Nhân dịp năm mới 2021, ta xin gửi lời chúc những điều tốt sức, những điều tốt đẹp đích nhắc đến với những người khán giả đang xem Nestbot, những lời sức khỏe và nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhân dịp Tết 2021 thì Huy xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho các khán giả của chương trình Nestbot, và chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe và may mắn. Huy còn kính chúc tất cả các khán giả và người hâm mộ thì có một năm mới nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Gửi lời chào và chúc sức khỏe đến khán giả Nestbot, và cảm ơn khán giả luôn theo dõi và ủng hộ tất cả các quán clip và xem chương trình Nestbot nhiều. Đầu tiên thì cho Đức xin gửi chúc sức khỏe, rồi chúc các bạn Nestbot có một năm mới thật là mạnh khỏe, vui vẻ bên người thân, gia đình, rồi người yêu, có một năm mới thật là hạnh phúc. Vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa đội tuyển quốc gia. Dứt điểm! Quá đẹp, và đó là Quang Hải!